hai. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dẫn. Thì hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2021 thì nay bé vườn xài sau nhà nè các bạn. Thì giá xài hôm nay là xài vàng. Vàng nhất là 33.000, vàng nhì là 13.000, xài xanh là xanh nhất 15.000 và xanh nhì là 7.000. Thì giá nó vẫn như ngày hôm qua nha các bạn. Thì bữa nay bẻ xài bự hết nha. Xài cốc thì còn để lại các bạn ơi. Cốc thì nay bẻ chưa kịp. Chưa tiễn rồi. Thì sáng giờ mình bận đi công chuyện với bẻ xài nên cập nhật giá trễ, mong các bạn thông cảm nha. Thì giá thì bà con nhà vườn nào mà cần bán xài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại ghim trên màn hình đó. Những anh em nào nhà vườn nào mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha. Thì mình xin nhắc lại nha các bạn, giá xài là xài vàng nhất là 33.000, vàng nhì là 13.000, xài xanh xanh nhất là 15.000 và xanh nhì là 7.000, còn xài vạt đó thì 3.000 một ký các bạn. Xài vạt hôm nay nó chỉ có 3.000 thôi. Thì đó là giá xài Đài Loan thu mua tại vườn hôm nay. Thì anh em nhà vườn nào mà bán xài thì alo trực tiếp số mình nha. Thì giá mấy ngày nay nó tuột các bạn ơi, tuột cũng nhiều, xài ba tuột cũng nhiều đó. Thì hôm nay tranh thủ làm cho nó hái cho xong hết luôn để chuẩn bị lên thuốc đồ kích vụ mới các bạn. Thì xài năm nay trái nó không được, nói chung là nó không được đẹp hung các bạn ơi, rồi trái nó không lớn hung nữa do ngập nước nha. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo thì mình cũng tranh thủ làm các bạn.